Đây là một em chó già bị bỏ rơi cô chú và anh chị ơi. Còn mấy bé kia thì ở dưới Củ Chi, nên chị ở đây chị sợ ồn người ta chửi. Ôi ôi em cún này đẹp quá. Úi ôi em cắn hả? Em cắn hả? Ôi. Trời mày đặt rồi, mày đặt. Ta nuôi nó cái móng dài nè em mới cắt rồi. Ôi mày đặt rồi mẹ. Úi giời. Úi giời, đớp 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 đớp. Thôi sao? Em nó nói trời coi cái này nó nghe rằng chó này nó giống cười. Mà ơi, đúng rồi, mắt là hư rồi nè. Nhưng mà thường là mấy cái chó già cái miệng nó hôi hôi. Đúng rồi, nó hôi. Mấy con chó của chị cũng vậy. Tại mình mắt ăn á. Chị vô nha. Có gì vậy? Chị, cho em phụ chút ơi, cái gì chị lo cho nó. Em bỏ vô đây giùm chị nè, chị cảm ơn nha. Ủa hai đứa bán hàng với 3 triệu. Dạ. Sao biết em chị nhà mà? Em ở đây. Sao biết chị mà em gọi điện cho chị? Em biết chị đâu rồi, hồi xưa em coi. Tại nhà em cũng nuôi 7-8 con. Ôi vậy hả? Nhiều quá rồi, mẹ em nuôi, mẹ em la. Rồi. Ừ.